Này mà ngày vừa tới đám giỗ nè. Được 25-30 ngày mình thấy cảm thấy nó ngon là mình bỏ tủ lạnh. Dạ. Đám giỗ bao lâu nữa mẹ? Đám giỗ nhà mình tháng mấy nữa nè. Dạ. Ngày 25 tháng 5. À, một tháng là ăn được rồi ha. Ngày 16 tháng 5. Dạ. Này là tháng mấy nữa. Thì mình ngon mình đổi thì để vô tủ lạnh chứ để ngoài nó rụt. Nó rã thịt. À, cô chú ha, đợt rồi giống như chị Nguyệt Nga hỏi á, là mắm thì làm sao, hôm nay Hoàng Sơn chia sẻ cả nhà mình lại để cả nhà mình tham khảo nha. Thì nếu mà như mình ở Việt Nam á, thì mình làm để bên ngoài khoảng 25-30 ngày, như mẹ nói là nó ăn được rồi đó, mình mới bỏ ngăn mát của tủ lạnh để bảo quản. Còn như ở nước ngoài á, thì cô chú mình chắc phải để gần lò sưởi đó, nên giống như nhiệt độ ở Việt Nam á, mình mới thành mắm được. Nhiệt độ khoảng 3 mấy độ ha. Yeah. Chứ để nó lạnh ngắt cái với cá sống hoài. Ờ, với lại cô chú Việt Nam cũng vậy nha, mình phải để ở bên ngoài cho nó thành mắm mới bỏ ngăn mát nha. Chứ bỏ ngăn mát trước là nó còn tươi hoài luôn á. Sống hoài. Nó tanh mà. Dạ. Đâu có cần phơi nắng thôi mà. Cá này phơi nắng nó rụt hết. Nó rụt mất thịt hết hả? Bình thường là mẹ làm mắm mẹ đâu có cần cắt đầu phải không mẹ? Mình về mình đâu cắt nổi, tại dạ. Mình cắt mới mẹ mần mắm chua. À, bữa nay thì mẹ sẽ làm món mắm chua ha, còn cái mắm truyền thống của mình á, mắm mặn á, thì mình để luôn đầu. Tại vì khi nó thành mắm rồi nó sẽ mềm luôn cả cái xương á. Chứ lật đâu có nổi. Dạ. Như 5kg mà lật chắc tới chiều. Không tới chiều chắc cũng tới ương cá luôn. Lật ương hả? Hồi xưa á, ông bà mình nó hả cá để ương mới làm mắm, mới mau mềm mau ngon. Dạ. Yeah. Nhưng mà rốt cuộc lại giờ người ta không có mần con cá ương. Dạ, mần cá tươi hả? Mần cá tươi đó, thịt nó còn nhẹ. Dạ. Yeah. Chứ nó không có rụt. Còn hồi xưa á, là ông bà nó để cá ương mần mắm, nó mắm mới mềm. Nhìn mềm hơn. Nhìn mềm, chắc cũng ngưỡng ý. Giờ mình thay đổi lại mình mần cá tươi. Dạ. Yeah. Rồi cái cách làm mắm truyền thống thì sao mà? Cái tỷ lệ cân muối rồi mình trộn thính sao mà? Tại vì hồi xưa mình không có cái số cân, mình đông không à? Dạ. Mình đông. Thì, đông theo chén hả? Đông, rồi bây giờ mình cân thì như 10kg cá làm sạch sẽ là mình cân là 1kg muối. Ướp nó vô. À, 10 cá là 1 muối. Dạ. Ướp nó vô. Rồi mình để cho qua ngày mai cho nó thấm một cái, mình vớt ra đổ nước đã bỏ. Cái nước đã bỏ. Ừ. Là theo mẹ biết á, là bà ngoại dạy mẹ là 1 lít cơm, 1 lít gạo á. Dạ. Thì ngâm thì rang xay làm thính. Lít gạo ngâm ha. À. Ngâm cho nó mềm ha. À. Rồi rang rồi xay cho nó thành bột gọi là thính. Xay là nó hơi vàng cả nhà ha, chứ đừng có đen quá mà nó cũng đừng có còn trắng quá. Trắng quá là bị chua. Dạ. Đen quá thì nó khét. Khét quá thì không được, nó đen. Dạ. Vàng ánh nữa. Thì vậy là 10kg cá là 1 lít thính hả mẹ? 1 lít gạo. Cả nhà mình biết 1 lít gạo rồi ha. Mình hồi xưa mình đông sữa bò, còn không thì mình kiếm đồ mình. Hoặc mình bớt lại chút xíu cũng được, mình nhiều quá thì nó sẽ hay bị chua. Dạ. Nhiều thính là hay bị chua hả mẹ? Rồi sau 25 tới 30 ngày là mình sử dụng nó được rồi đó. Thì bây giờ nè, mình nhắc lại cho cô chú mình nhớ ha. Đầu tiên á, mình làm sạch nó, sau đó mình cân cứ 10kg cá hoặc là tỷ lệ 10 cá là 1 muối. Rồi 10kg cá thì mình sẽ xài cho 1 lít gạo. Rồi ngâm cho nó mềm xíu, rồi cái mình rang. Rồi mình xay thính. Rồi mình cái ngâm muối này một ngày sau mình vớt bỏ hết bỏ nước ha. Ừ. Rồi mình trộn thính vô mà. Thính vô. Rồi có gia vị gì thêm nữa không mà? Tỏi ớt ha nhỉ. Muốn gia vị thì mình tỏi ớt chứ mình thắng đường cho nó vàng vàng. Dạ. Ừ, bao nhiêu đường mà? Tùy mình muốn cho vô nhiêu cũng được hết trơn, nhưng mà nó sẽ mau ngon con mắm, nó mau mềm mắm với mau khô mau chua. Yeah. Nhưng mà thắng phải cho cái đường nó màu vàng vàng. Thắng cho đường vàng xuống. Thành nước màu. Thì mình liệu chừng như 10kg mình làm chừng 300-400g đường vậy đó. Rồi khoảng 300-400g đường cả nhà ha. Không có cũng được. Không có cũng được. Nếu có thì nó sẽ nhanh ngon ha. Nhanh chua. Nhanh chua. Vậy thôi, rồi cái chừng nó
thơm rồi đó, 25 hoặc 30 ngày. Mẹ thì bằng mắm tháng trở đi á, mắm cá cơm này nè. Còn người ta bằng chỉ có 2 tuần là người ta bán thôi. Dạ. Ừ. Thành ra không có ăn con mắm ngoài chợ là vậy, người ta bằng có 2 tuần hả? Ta nói mắm 2 tuần nó chín, ta nói vậy á. Vậy là cách làm mắm khá dễ, chỉ có cá với muối thôi. À, nếu mà như cả nhà mình với thính ha, cả nhà mình muốn trộn đường thì mình khoảng 300g đến 400g đường mình thắng cho nó vàng lên, kẹo lên, nhưng mà không có cũng được. Thì sau khoảng 25 đến 30 ngày nó thành con mắm rồi thì mình có thể trộn với tỏi ớt nè, hoặc là mình trộn với đồ chua, đu đủ, mình trộn vô thì mình dùng thơm, đường với thơm nữa để gia vị lại cho nó mặn mặn ngọt ngọt chua chua cho vừa ăn. Vâng, Sơn chào cả nhà mình ha. Hôm nay thì cả nhà mình làm mắm, chia sẻ cô chú mình vài thông tin cho cộng mình tham khảo. Thì có rất là nhiều làm cách làm mắm, giống như nãy mẹ nói đó, có thể có đường cũng được, không đường cũng được. Còn nếu mà mình làm thì thêm đường hoặc thêm xíu tỏi ớt nha. Đó, rồi sau khi mà thành mắm thì mình sẽ gia vị lại cho vừa ăn nha. Mình lấy con cá gì mà? Con cá sơn nè. Cá sơn hả? Con cá xài. Dạ. Lạ hả? Nó dậy nó dưới xương không à? Nó có cái mỏ nhọn. Nó đang ăn con cá. Ủa dạ? Đang cái mỏ nhọn. Xương không, không làm mắm nữa hả? Nè, nó ăn cá nè. Dạ. Nè, xương của nó thấy ghê lắm nè. Ừ. Cái kỳ của nó cũng xương, xương rồi, ha. Cái dải của nó phải cũng bỏ xương ra. Rồi, dải của nó cũng xương. Dạ, dạ, dạ quá trời luôn, bị ngắt luôn. Đâu có ăn được. Ừ. Nghe sao kêu nó là con cá sơn. Nó tên tên cá sơn. Hồi đó mẹ đi ghe xuống với Ba Tri Bến Tre. Hai chiếc ghe kè nhau vậy là đi cái để miếng lưới chính giữa của hai chiếc ghe. Nó dắt dính đùm luôn à, khỏi gỡ luôn. Dính cái ngắt vào lưới, hư lưới là hả? Dính đùm cứng nó nhiều vậy. Nó nhảy 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 cùng trên mặt nước. Còn cái này là mẹ làm cái mắm chua nên là mẹ cắt trầu ha. Còn cái mắm của mình là không có cắt, mình để nguyên vậy luôn. Chắc không có nổi đâu, nhiều quá. Nếu mà như nó thành cái con mắm rồi là sau một tháng mình bỏ ngăn mát mình ăn được cả năm luôn hả mẹ? Mẹ không có để tới năm, mình để cũng 4-5 tháng mình. Bốn năm tháng vẫn được ha. Có khi nào để năm không biết. Dạ. Yeah. Ừ. Rồi khi nào mình ăn thì mình trộn cái đu đủ xanh vô, nhưng mà đu đủ xanh khi trộn vô rồi thơm vô thì mình ăn được tầm khoảng 3-4 ngày, 4-5 ngày thôi, chứ không nó sẽ nhanh chua đó. Không có nên để lâu. Còn nếu mà như mình để mắm mặn như vậy thì đừng sẽ để lâu. Đừng vậy. Còn nếu mà như làm mắm cá mòn gà thì cũng giống vậy hả mẹ? Hay là tỷ lệ khác? Cá gà cũng vậy. Vậy luôn. Mắm cá gà cũng vậy. Tỷ lệ nó vậy là nó vừa cái độ. Yeah. Mặn tôi nói vậy nè, đủ mà. Còn mấy cái loại mà mắm họ bằng mắm niêm bánh đồ thì mẹ không có biết. Nó mặn dữ lắm. Dạ. Cái này thì ngày mai mẹ mới trộn thính vô. Ừ. Đó, nên là bữa nay Hoàng Sơn không quay cho bà con mình coi. Còn chính hay chứ bộ nó làm mắm. Chính hỏi mẹ bằng mắm cá phi làm sao. Rồi mẹ mới nói cái mặn sạch sẽ đi để lên canh. Thấy cái cá mặn rồi thì nửa cái muối con vô. Cứ khứa ăn cá, cứ ăn cho nó mau thấm muối. Cái cậu chính là mấy hũ này. Ừ. Cứ vô được qua cái sau đó là bỏ cái nước nó ra rồi răng thính cho vàng. Đó đây bằng khoái này bằng thấy ngon ai khen ngon. Nghe khoái à. Ở nhà có cá là bằng không có cá thì xin mua chứ. Về để mình cho người ta đó. Nói nha. Lúc thấy làm đâu có lại đâu. Để kêu thôi bán đi. Sẵn có 19 ngồi ở chợ đó đem qua bán đi. Nói thôi bán có lợi bao nhiêu đâu. Bán này cho anh này mắc hơn nữa. Cho người ta cái người ta cho tiền hả? Nhiều ký cá cho mấy trăm ngàn. Mắc hơn nữa. Tính quá không. Rồi bữa mua mấy chục ký măng đó. Trời ơi thiên ngán. Bao nhiêu chục ký măng hả? Bữa trước ở nhà bắt được 1 chục ký mặn rồi là cân 1 chục ký, rồi mời chín mua 30 ký nữa. Cười mặn cực lắm. Mặn nhiều đâu cho hết. Thôi, sáng cậu chín gọi cho mẹ không được, rồi cái xách xe ghé luôn, hỏi mẹ có làm mắm không? Ham đó.
thấy thấy làm thấy mắm ngon á, thấy cá ngon á. Dạ. Chạy vậy đi sách mua giùm cho mẹ. Vậy thì mày mốt cũng có ăn. Đó mình bằng bấm rút á. Dạ. Là đây mày bán hả? Hỏi coi bên chị Năm mày còn không? Không giờ nó phải đi qua tàu chính cho chính cho. Cái chính đổi. Đổi qua đổi lại. Con cá này nó có bụ đó. Cái con cá này nó có bụ đó. Thế còn cái mắm chua này làm sao mà giống như cái mắm ruốc chua bữa rồi hả mẹ? Mắm tôm chua. Mắm tôm chua. Ừ. Dạ mẹ làm sạch bỏ đầu. Ừ. Rồi mẹ ướp muối vô. Rồi một buổi mẹ mới bỏ nước nó ra. Mẹ mới thắng nước mắm với đường. Giống như con tôm mình chua, tép chua. Bệnh đây mẹ kêu con tôm chứ người ta kêu con tép. Dạ, con tôm với người ta kêu tép. Con thấy có nhiều cái con cá cơm giải nó nhiều á, mình có làm mắm được không ạ? Con cá nó ít lắm, cá nó không có làm được đâu. Không làm được hả? Ừ. Thấy nó cứ ngắt cái giải à. Cơm đá vậy. Ừ. Có loại con cá cơm bự nữa. Cơm đá nó giải còn như cá sơn. Con giải nó cứng. Ăn kho lạc hay là sao? Kho vậy được, con giải còn ăn thêm được. Giải ăn vướng miệng vậy lắm. Không có biết con cá đó. Cá đó là cá ăn này bự hơn. Lâu lâu có lộn con đây nè. Cơm đá không biết làm gì ăn thấy vợ ăn gì được vậy? Giải như những cá sơn này vậy. Thằng Hà chơi quanh hả? Chạy cho chiếu ghê, chạy nhảy vô à, nhảy thích nhảy vô chiếu luôn. Cười nãy bị la xong cái không ai bên hết, cái chạy ra anh hai bên hai bên giùm. Yeah. Có má hai nhà là chạy qua má hai vô. Nó dám nó đặt chuyện nó nói à, tối này á hả mẹ Xuyến nó đòi ngủ với má hai rồi mẹ Xuyến ẩm nó về nó khóc. Mẹ Xuyến nó không khóc mà nói với má hai nó mẹ Xuyến ẩm con về con khóc. Nói bên má hai tới 10 giờ rưỡi chưa chị về đi qua ẩm về bữa mẹ đi đóng cửa hôm nè Sơn Hồng nó nói với nội ơi nó còn bên má hai á để cửa là nó về rồi, thấy má hai ẩm về con đi qua. Thấy chưa đi ngủ rồi. Thấy gì em đây à? Má hai ẩm về hả? Con ẩm về, không thấy má hai ẩm. Con mới qua ẩm. Nó ngủ bệnh mà. À, cô chú thấy ngày xưa đó là ở nhà mẹ làm mắm này bán rất là nhiều. Cô chú cũng thấy Hoàng Sơn hay quay mẹ làm mắm hỏi có bán không? Này không có bán cô chú ha. Thời xưa thì khoảng mười mấy năm trước á mẹ làm xưa mà bán mười bả kiếm tiền giờ lớn tuổi rồi làm không nổi nghỉ ngơi giờ làm để biếu bà con ha chưa thôi với đồ chua cũng vậy cũng làm biếu rồi đó làm quá trời cực luôn cực quá làm hết đồ chua ngày chuyển qua mấy mắm chục ký củ cải cái xong cái quay qua bánh in trời ơi cái ngày 24-25 đi tả mộ vậy mà tranh thủ sắt quá trời sắt củ cải cực luôn ai về cũng làm. Hôm bữa bạn con ở phòng văn hóa thông tin huyện á mẹ. Nói nhà mình hồi xưa làm bánh in nổi tiếng quá thì bây giờ làm đi đặng lấy thương hiệu bánh in Long Hậu. Con mới nói thôi cực quá rồi mẹ không có làm nổi. Nói thì làm đi rồi thuê người làm. Nói mẹ làm giờ mẹ sợ luôn. Cực quá giờ sợ luôn rồi. Nói tại vì những cái món truyền thống ở quê mình á mình làm để quảng bá cho bà con mình biết. Nói tại vì mình không có làm nổi chứ làm quảng bá mà không bán thì đâu có được. Con biết sao mấy năm đó sao mà bánh in họ ăn quá chừng à. Dạ. Dạ, ta sợ ngọt. Ăn bánh này. Dạ. Yeah. Đó ngoài cá cơm nè, mẹ là mắm cá mùng gà. Tết. Cá tết. Có phèn có làm mắm không mẹ? Có. Làm mắm hả? Mẹ mừng mắm này là mẹ học ông Tám nấu ăn chợ á. Tội nghiệp ông Tám á. Cái gì học ông Tám cũng nói á. Không có giấu nghề hả? Dạ thiệt tình. Dạ. Ông Tám nói để dành chi đó. Mốt cũng chết, mang theo được đâu. Truyền lại á, ai muốn làm thì chỉ cho người ta làm. Con cháu muốn chỉ cho nó làm. Chứ mình để dành cũng chết, có mang theo được làm gì đâu. Giờ cái gì hỏi ông Tám cũng nói. Tám nấu ăn thì vinh á. Cái ở xã này là ông Tám này la ra món nhóm nấu ăn là đầu trước tiên, nhất hết trơn
rồi những người mà ra sau này là đệ tử 8 phân đó. Ở trong 8 ra. Con. Nhiều lắm, nhưng có 8 lớn tuổi rồi. Với lại ngày xưa là người ta nấu dùm không à? À, chứ không có ai đi thuê. Chứ lại bà con hàng xóm cũng lúc đó làm nông á mà, cũng rảnh cái qua làm giùm. Giờ người ta đi làm hãng xưởng xí nghiệp hết rồi, đâu có ai làm phụ. Chứ giờ có chỗ đặt rồi, dạ. Mình đi tiết kiệm, mình đi mượn người ta đâu có được. Dạ, tự nhiên mình tiết kiệm không đi đặt mà đi mượn hàng xóm thì coi không được. Nên là giờ nếu mà người nhà không có thì phải đặt hết. Đó là đám cưới thôi, đám dỗ nấu 10 mâm trở lại là nhà tự nấu. Giờ 5 giờ ba mâm cũng nấu nữa, 3 năm cũng nấu được. Dạ. Nhà mình tiết kiệm khi xiên này nấu. Hôm nay mày không có đặt, tự nấu. Rồi sư Hà. Con đang chơi gì đó? Nấu thì vui nhưng mà tại vì mình sợ không có người phụ mình á, một người nấu mà không nổi. Tại vì mà giờ cũng đơn lắm, không có mạnh như hồi xưa, một cực khổ quá. Hồi đó đám tiệc là mấy dì, mấy cậu rồi chị em hàng xóm qua phụ ha. Nhà này qua phụ nhà kia. Giờ nhà ai nấy lo. Đó đám cưới á. Đãi ở nhà đâu mà con gà. Trời ơi, mà nguyên con heo, con nhà nào giàu mà nguyên con bò. Quá trời chuyện lớn luôn ha. Mà 2-3 ngày gì đó. Mần rồi xong rồi giải tán. Tại ví dụ mình cần miếng thịt bò. Ở này nguyên con bò thì bắt đầu chư ra đùi, chân rồi giờ làm gì? Đầu cái sinh ra món này, món kia, món nọ tùm lum. Giờ muốn cái nào lên dặn ai cái đó. Hả? À. Muốn thịt thì dặn thịt. Lòng dặn lòng đó mà gần mong nội thắng mở sạch thắng chết. Nhớ đám cưới cho Tám Hiền. Trời ơi, mua cá heo lần không hay lọc đâu. Heo bắp mấy ký mà như sao mình có 15 mâm à. Gà vịt bà nội nuôi ở nhà mần hả, 30-40 gà vịt. Yeah. Có heo 8 mấy ký. Yeah. Rồi đã cơ thôi dư không nói nổi luôn. Nói mà mẹ thắng mở muốn chết luôn. Thắng mở để dành đó hả? Thắng mở quá trời. Yeah. Thắng mở thua quá à, chừng thắng mở luôn rồi. Kho tàu. Rồi mọi cái mà đậu lòng gà với vịt á, một rổ như vậy nè, bỏ lại không có xài á. Một rổ luôn. Tới 3-40 con gà, con vịt nhà nội nuôi lận mà. Một rổ luộc rồi. Nhưng mà mình con heo vậy là chắc ngày xưa nhà nội khá lắm à. Chứ còn thường ta đâu có mần heo mà. Mà sao kỳ với cái nấy cắt thịt mắt để mần heo có lợi mà con mần phải mần nhiều mâm đâu. Dạ. Mần con chú Tám mày đóng chú Tám mày có 15 mâm thôi. Hồi đó đông nhất là 10-20 mâm à. Dạ. Còn cái nhà nào đơn đơn thì 10 mấy mâm à. Không có 10 đâu, 10 mấy mâm. Đâu có mời linh mông bạn bè được. Rồi dạ. Bà con người họ. Con người họ trong nhà chồng xuất ở gần. Chứ đâu có mời bạn bè ăn gái trai đồ như vậy. Nội gái trai vợ không, một mình nó 5-6 năm. Rồi đã đưa cô Dư. Không biết bao nhiêu mà nói mẹ sách đi cho gần chết. Sao đi cho hả? Khi không rồi xào đồ que ăn chi mà quá trời một rổ đồ que gì mà không đãi. Rồi một son thơm nấu rồi không đãi. Một nồi môn nấu rồi không đãi. Không hết hả? Không đãi nhiều quá, không quá, không đãi lành quá trời quá đất. Dạ. Nấu một xô thơm sao ăn hết nè, đi cho đem cho ăn. Ừ. Cực quá trời, đi cho cực quá trời luôn. Còn xà bần thôi không nói nổi luôn, xà bần hai cái xô xà bần, cái xà bần mà rau củ riêng, rồi cái xô xà bần mà thịt riêng, cái xách một gò bên đây gò bên kia, hai thứ thứ mình đem rau củ một thứ thì nắm chặt nha. Như chỉnh chặt nha, sao ha. Còn chứ có 10 mấy mâm hả? Yeah. 15 mâm hả? Mà gà vịt 40 con, một con heo 8 mấy ký. Làm sao mà cho hết? Mà heo xưa bự ha. Heo mỡ không? Bây giờ heo vừa vừa trung trung chứ ít có làm heo to như ngày xưa. Dạ. Yeah. Hồi xưa nuôi heo cả tạ. Hồi xưa nuôi heo nhà mình nuôi cười chết luôn, nuôi lẩu không mẹ? Ta nói muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, nuôi heo lẩu không?
À, mua heo nuôi vịt hả? Đó, nhà nuôi hai con heo mà hết làm nó sống chuồng. Ba mày chứ ai không tự nhiên đang ăn cơm mơi rồi cái nằm buồn buồn. Đang thất nghiệp và không việc làm hả? Thất nghiệp việc làm cái thôi để ra đắp đất lên làm chuồng heo, mua hai heo đi chơi. Cái này trời ơi, người ta bằng chọn heo người ta có ngày đó. Ôi, ngày nào cũng ngày. Người ta có ngày thiệt đó. Ngày sủ rồi bắt heo, ngày sủ rồi mua heo để nuôi. Nhưng mà nó kỹ lắm. Sao không phải là ngày heo mà là ngày sủ? Ngày sủ. Nó bự như con trâu. Ai da. Nên ngày sủ luôn à. Khi đi ra heo. Còn có mấy anh bạn làm bên công ty chăn nuôi heo mà nuôi kiểu công nghiệp á mẹ. Người ta kỹ lắm. Là không có cho người ra vô, ví dụ mẹ muốn vô trong cái chỗ đó phải không? Là mình phải vô trong cái khách sạn ở. Ở là khoảng 3 ngày khử khuẩn rồi sau đó mới vào trong mà vào trong là ở mấy tháng á, 2 3 tháng vậy đó rồi mới có người ra thay. Chứ không có được ra ngoài để nhiễm khuẩn. Cái đợt mà dịch heo ở bên ngoài nó bị bệnh đó mẹ, là công ty làm ăn rất là lời, tại bên trong đó không cho ai ra vô nên đâu có bị bệnh. Dạ. Và công ty có của nước ngoài á mẹ, làm ở Việt Nam á. Ơi, có khách ra bán đồ. Mua dèo hả Ngân? Sơn Hà chạy ra bán dèo. Sơn Hà chạy đâu vậy? Bán cho bạn đi. Mắt nó đang thui à. Ra mắm đang thui à. Sơn Hà chạy lên xin đồ bị mẹ la. Đó. Đi chơi nó hả? Nó thời cơ. Thời cơ, thấy mẹ bán hàng là chạy lên xin đồ chơi. Vô. Mà nói cũng được à, con Sơn Hùng nó quýnh người ta quá trời. Tới người ta mua anh không cho à. Không cho không bán. Rồi, à lấy đồ chơi cũ hả? Đồ chơi ngoài đóng cát con á, không xách vô. Sơn Hùng rồi đó không cho bán hả Sơn? Sơn Hà còn biết đó. Cái món mắm này ngày xưa nhà ai cũng làm hết đó mẹ. Bây giờ không thấy ai mặn ha. Bây giờ cử mắm. Cử mắm. Với vậy đó có mắm là ăn được rồi đó. Yeah. Cần cá thơm vậy đó. Với lại mắm là rẻ nhất. Cá cơm lên vậy nè, bắt đầu cái 3 giờ chiều á. Mạnh ai ra mua mà lúc đó gánh thúng thúng đi ngang mà. Ừ, hồi đó không có chở đi, không có nước đá để ướp nữa. Dạ. Cái ở gần đây nè bán quá rẻ luôn. Cái nhà nào cũng làm á, về nhà nào cũng hủ hủ. Tại vì lúc đó ra ở đây là mắm là rẻ nhất, cái mình trồng rau á, nên là đâu có đi chợ hàng ngày như giờ đâu. Hồi xưa chắc cả mấy tháng trời mới được đi chợ một chuyến. Bây giờ người ta giờ ta có xe chở đi xa, người ta có nước đá để muối. Cái này cũng nước đá nó mới ương tư gì nào mới nó ương chứ. Yeah. Đâu được gì, ta đóng ban đêm lên là người ta ướp nước đá ra đâu. Yeah. Sáng ngày thì đi bán. Ở chỗ mình cũng cá tôm nhiều ha, cá cơm chuốt gần cả biển nè. Ở bên đây không có bằng ở bên ngoại. Bên ngoại đi dầm láng là cái mùa này nè. Có chiếc ghe chở mình đi dầm láng. Mình muốn mua gì mình mua. À chở qua dầm láng mua hả? Mạnh Anh đi mua. Biết mua nhiều loại cá vậy chứ. Mua nước mắm về nè bán nè. Dạ. Rồi đi mua mắm về bán, mua cá về bán. Đi dầm láng qua đây nữa rồi. Vậy mà hồi xưa sao mà không biết mua về làm cái chợ đầu mối bán hen? Nó không có đất đá muối. À. Nó ương. Dạ. Giờ sau này mới có nước đá, còn đó không có. Giờ có nước đá thì ai cũng có thể mua được. Bên ngoài ha, mùa này là người ta gánh cá biển ở dầm láng về nè. Dạ. Cá lầm, mà đó kêu cá lầm. Nó thịt không à, mà nó không ngon lành vậy đó. Cá lầm à. Thịt không à. Mình kho cái nó bung lên, thịt hai bên nó bung lên á. Thấy cái xương ra hả, thấy ngon gì đâu á. Mà
thịt nó không ngọt, nó không bằng con cá nục, con cá mồi đâu. Trên cái lầm. Cái này mình làm hũ nhỏ nhỏ thôi. Mình làm sẵn làm. Bây giờ cái đám dỗ luôn. Còn cá lẹp kia nó vàng khề à. Cái lẹp sắt nó trắng vậy nè. Ở đây nhiều thứ cá, mình biết nhiều thứ cá lắm, giờ em phân biệt được một số. Anh còn không đó. Biết nữa. Cái hồi trước em không đi chợ kia, không biết con cá gì hết trơn luôn. Rồi xíu này không có nhiều cá, đa số cá trong hồ Trị An á mẹ. Mấy con cá trong đồng, trong vùng nước ngọt. Cá lóc, cá trê, rô sặc, hết rồi. Ở bên em có cá cơm không? Có, gần sông có cá cơm, mà nó khác con cá cơm này. Cá cơm kia là người ta làm mất cái để đầu luôn rồi, nó mềm á. Đó bụng chưa sang hè? Thôi rồi hả? Thôi vậy đó, sữa uống. Sữa uống đi con. Thôi lấy sữa uống chứ. Mấy giờ rồi? Hai. Hai mấy giờ anh ơi, cho em uống sữa đi con. Thôi hả? Thôi em không uống. Bây giờ không uống chứ con. Không uống sao mà lớn con? Không uống hả? Thôi. Bây giờ sao? Ở bên ngoài này đó, làm xiên là có cá đi làm mắm mà. Dạ. Con cá nó trong khe luôn vậy đó. Nhìn thấy con mắt nó đi ngang nhỏ xíu à. Cốt nó lên về nó như da đam mà mình gọt rồi vậy đó. Dạ. Cái lấy cái... Ủa nó như da đam thì là cá gì? Kêu cá bột nước. Phải cá khoai không? Cá nhỏ xíu mà không? Nhỏ hả? Khoai. Dạ. Mà nó... khe. Chờ anh Sơn Hùng. Sáng giờ làm gì con? Lấy cái mặt. Cái tivi hả? Dài chừng hơn sải à. Đi dạo chừng hơn thước. Đi dài hơn sải cái hai đứa. Đứng đi hứng vậy nè. Hứng à? Hứng về cái đổ vô lặn chén đổ lát á. Một thao vậy nè. Thôi thấy nhiều rồi cũng về. Đây, về ngoài mình mắm. Vậy đó. Cá bột nước, vô con suốt à. Nó chỉ có mắt nó đen đen mình thấy vậy thôi, ngộ ghê. Mình làm xiên là xuống sông là có. Mà ngon, mẹ ăn là lắm rồi. Ngon. Sơn Hà, anh hai cho sữa chưa? Sữa à. Mình nhìn thấy cái đầu nó thôi à. Thấy mắt nó thôi. Mắt nó thôi. Cũng như cái đầu không mà ở trong ruốc nó sẽ... đầu không rồi, có cái đầu không à, không có cái mình. Nó mắc cười, nó xương mấy cháu như cái con bơm bướm vậy, nó nhọn. Giống như hình tam giác vậy đó. Tam giác vậy, trời ơi, nó đâm. Còn đầu không? Không có cái mình, nó có cái đầu không à. Nó ghim vô tay mình, mình mới thấy nó, mà nó cũng có con mắt nữa. Nó y như hình tam giác như kim tự tháp vậy đó, nó nhọn lên vậy đó. Đâm. Mấy cái gốc của nó đâm, kim thôi. Người ta đi đóng ruốc mà gặp con đó là đâu có xài gì đâu. Vô nó dính tùm lum trong ruốc á, ruốc dơ á, bị dơ. Để phơi làm phân vậy chứ. Con thì ghê. Khi mình mua con đó về mình chơi dịch kỳ gà ăn, mình thấy cũng có sợ nữa. Ăn đâm mới mà. Quá. Đây được rồi. Ai kêu vậy? Ai kêu vậy? Ai kêu Sơn Hà? Bạn đó, coi chừng té. Nói anh hai lấy sữa cho con uống nghe. Sao vậy? Không có sữa hả? Uống sữa sầu lớn. Không có sữa sầu lớn. Té, đỏ. Ôm nhôm nhắc như con khỉ con. Khỉ con té. Té cái ầm xuống hả? Bữa bà nội nói mẹ xíu về đồng nay qua nó mét nó hay. Mà xíu ngày hôm nay rồi. Thì cho má hai thương hả? Xíu ngày hôm nay rồi. Xíu ngày hôm nay rồi hả? Nói là nói bữa trước. Dạ, nói bữa trước mà bữa sau nhớ. Cha con mẹ đây xíu đi về Đồng Nai rồi, không có hay. Rồi bữa sau cái nó qua cái nó hay ơi. Xíu về Đồng Nai rồi nó hay ơi. Nó bỏ nó. Xíu ngày hôm nay rồi. Xíu ngày hôm nay bữa rồi. Bỏ ai? Bỏ thằng Hà hả? Bỏ ai nữa? Có Sơn Hùng nữa hả? Qua nữa. Có nội.
coi nữa. Té đó, té đó, cắm đầu đó. Hiếm hiếm gì đằng nay bỏ rồi, bỏ xe nhà rồi. Con đừng có lì xuống đi đồng nai bỏ con đó nghe. Dạ đi. Nó cho má hai thương. Hai ơi, xuống về đồng nai bỏ con rồi. À, bây giờ cái cá này mẹ đem đi ủ muối ha. À, còn con cá này thì bây giờ mẹ đi làm mắm cá chua. À, còn cái kia mắm cá truyền thống, mắm mặn. Mắm cá này đồng nai cũng như con mắm tôm chua vậy đó. Dạ. À, bữa nay thì mẹ với Xiến làm mắm, rồi bà Sơn chia sẻ cả nhà mình vài hình ảnh cho vui ha, với lại tham khảo cái cách làm mắm của mẹ. Tại vì trong những video trước, video cũ bà Sơn có quay chi tiết rồi, bữa nay nhắc lại cho cô chú mình tham khảo công thức thôi ha. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi, tạm biệt và hẹn gặp lại bà con mình ở video sau nha.